Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thường vạn toàn bị gián cấp và cân lốc thanh trường mới trong quân đội Trung Quốc. Trước thêm hội nghị Bắc Đới Hà, thường niên của lãnh đạo Trung Quốc năm nay thì quân đội giải phóng nhân dân viết tắt là PLA đã tiến hành điều chỉnh nhân sự mạnh mẽ. Sau khi một số tướng lĩnh được thăng cấp, nay đến lượt một số tướng lĩnh bị gián cấp trong cân lốc mang danh là chống tham nhũng mới trong PLA. Theo trang tin đa chiều, từ cuối tháng 6 tới nay, thì ông Tập Cận Bình đã phong hàm thiếu tướng cho 53 người và thăng hàm trung tướng cho 16 người thuộc các quân chủng lục quân, hải quân, không quân và tên lửa. Cùng với việc phong và thăng quân hàm, thì cũng có một loạt những tướng lĩnh bị xử lý kỷ luật do dính líu tới vụ án phòng phong huy. Phòng phong huy, nguyên tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp quận ủy, bị tòa án quân sự tuyên phạt án tù chung thân, hôm ngày 20 tháng 2 năm 2019 về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và có tài sản cực lớn không thể giải trình nguồn gốc. Cho đến nay, thông tin những người bị gián cấp mới nhất gồm ít nhất là 3 sĩ quan cấp cao, gồm có Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Nguyên Ủy viên Quân ủy Bộ trưởng Quốc phòng, Trung tướng Liêu Khả Đạt, Chính ủy Lục quân Bộ Tư lệnh Chiến trường, Chiến khu miền Đông và Trung tướng nhiều Khai Huân, Khò phó Tư lệnh Lực lượng Chi viện Chiến lược. Thường Văn Toàn năm nay 70 tuổi tham gia vào quân ủy Trung ương từ năm 2007 cho đến khi về hưu vào tháng 3 năm 2018, nguồn tin quân đội cho báo này viết. Nơi ở của Thường Văn Toàn đã bị chuyển đến khu trụ sở cũ của bộ đội tăng Thiết Giáp ở quận Hải Điện. Điều này cho thấy chế độ phúc lệ hưu trí của ông ta đã hạ xuống mức cấp phó đại quân khu. Trang tin hoa ngữ độc lập đa chiều dẫn nguồn tờ S CMF, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của tỷ phú Mã Vân Jack Ma, xuất bản ở Hồng Kông, trích dẫn các nguồn tin quân sự ngày 11 tháng 7 cho biết, do liên quan tới vụ án tham nhũng của hai cựu phó chủ tịch quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng và từ tài hậu, ông Thường Vạn Toàn đã bị hạ cấp hai cấp, trở thành cấp phó đại quân khu. Tư liệu công khai cho biết Thường Vạn Toàn được thăng hàm thượng úy vào tháng 11 năm 2007, từng là ủy viên quốc vụ viện, đảng ủy viên đảng đoàn quốc vụ, viện kim, bộ trưởng bộ quốc phòng. Tại đại hội 18 năm 2012, thì ông được bầu làm ủy viên quân ủy trung ương, ủy viên ủy ban quân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thôi chức tại kỳ họp quốc hội khóa mới năm 2018. Một nhân sĩ trong nội bộ quân đội cho SCMB biết, cơ quan hữu trách chưa chính thức công bố việc thường vạn toàn bị gián cấp. Nhưng trong nội bộ quân đội, tất cả các cán bộ cao cấp từ cấp thiếu tướng trở lên đều được hưởng chế độ phúc lợi và vinh dự suốt đời theo cấp chức. Việc thường vạn toàn bị cắt giảm đại ngộ cho thấy ông ta đã bị hạ cấp quân hàm. Một nhân sĩ khác nói, việc thường vạn toàn bị gián cấp có thể được xem là hạ cánh an toàn để đổi lại về hưu nhẹ nhàng. Người này nói nếu Thường Vạn toàn bị coi là nọc độc còn sót lại của Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu thì vụ việc của ông ta sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng nhưng thường vạn toàn không cần thiết phải ngồi tù như Quách Bá Hùng. Việc di chuyển ông ta đến sống ở khu nhà của Tăng Thiết Giáp gần Bệnh viện quân y 301 là một kiểu đối xử nhân đạo. Một nguồn tin nội bộ quân đội khác còn cho biết việc thường vạn toàn bị gián cấp và cuốn vào cơn lốc chống tham nhũng đã kéo theo tiền vệ bình phó cục trưởng Cục Phát triển Trang bị quân ủy. Tiền vệ Bình hiện đang bị điều tra. Trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2012, thì Tiền vệ Bình giữ chức vụ ở Tổng bộ trang bị PLA, ngay đó thành cục phát triển quân bị quân ủy. Khi đó thì ông ta là cấp dưới trực tiếp của Thường Vạn Toàn. Trước đó thì tờ Minh Báo cũng đã đưa tin việc Phòng Phong Huy, cựu tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thú tội trong nhà tù đã khiến nhiều tướng lĩnh quân đội bị liên lụy. SCMB cho biết, cả hai trung tướng Liêu Khải Đạt và Nhiêu Khai Huân đều bị giáng hai cấp từ cấp phó chiến khu xuống cấp phó quân đoàn, nhưng có thể sẽ tránh được hòa tù tội. Liêu Khải Đạt, 61 tuổi, từng giữ chức trong thời gian dài tại quân khu Bắc Kinh với chức vụ là phó rồi trưởng phòng tổ chức Cục Chính trị quân khu. Từ tháng 12 năm 2006, thì ông chính là chính ủy của Sư đoàn 193 của Tập đoàn Quân lục quân 65, sau đó thì ông ta được trao chức chủ nhiệm Cục Chính trị Tập đoàn Quân 38, rồi phó chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu Bắc Kinh và chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh bị thành phố Thiên Tân. Từ tháng 5 năm 2012 thì ông ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Tân, chính ủy và bí thư đảng ủy của Bộ Tư lệnh Cảnh bị thành phố Thiên Tân. Sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách cơ cấu quân đội tháng 1 năm 2016, Liêu Cải Đạt được giao giữ chức phó chính ủy Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông mới thành lập kiêm chức chính ủy lục quân của chiến khu này. So với Liêu Khải Đạt thì nhiều khai huân trẻ hơn năm nay mới 55 tuổi. Nhiều công tác trong một thời gian dài ở Tứ Xuyên. Năm 2010 thì ông là tham mưu trưởng tập đoàn quân số 13. Năm 2012 thì ông giữ chức tư lệnh tập đoàn quân số 14. Năm 2013 được điều động về Bộ Tổng tham mưu BLA giữ chức Cục trưởng Cục tác chiến rồi Giám đốc Văn phòng, Phòng không nhân dân quốc gia. Từ tháng 3 năm 2016 thì ông là phó tư lệnh lực lượng chi viện chiến lược BLA. Theo đa chiều trước đó thì đã lan truyền tin của một số tướng lĩnh cấp cao của BLA cũng bị điều tra. Cũng trong đó có Trung tướng Trương Thư Quốc, Chính ủy Bộ Công tác Bộ đảm Hậu Cần, Quân ủy Trung ương và Trung tướng Dương Huy, Phó Tư lệnh Kim Tham Mưu trưởng Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông. Tuy nhiên, cho đến nay không thấy thông tin chính thức xác nhận và họ cũng không công khai xuất hiện nữa. Ngoài ra thì còn có một số khá nhiều những tướng lĩnh cấp cao đã không thấy xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài và cũng không thấy công bố chức vụ mới. Ví dụ, mấy tướng đã rời chức hồi tháng 4 và trước đó như là Trung tướng Đàm Bản Hồng, Phó Chính ủy Quân đội Đồng Trú tại Hồng Kông, Điều Quốc Tân, Trung tướng Phó Chính ủy Lục Quân, Trung tướng Đồng Quân, Phó Tư lệnh Chiến khu Phương Nam đều không có bất cứ tin tức gì trong vài tháng, thậm chí trong khoảng thời gian dài hơn nửa năm. Đa chiều cho biết BLA đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng mới trong vòng đấu mới này, vai trò của Phòng Phong Huy và Trương Dương, tương tự như của Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu những nơi họ từng nắm giữ chức vụ lãnh đạo như là Bộ Tổng Tham Mưu, nên là Bộ Tham Mưu Liên Hợp Quân Ủy, Tổng Bộ Chính trị, nên là Bộ Công tác Chính trị Quân Ủy, và quân khu Bắc Kinh, quân khu Quảng Châu Cũ đã trở thành những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, sẽ có thêm những tướng lĩnh khác rơi lon, mất chức. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.